Sự là cái chuyện mà em có thai á nó rất là mắc cười. Chồng em chở em đi ăn tối về thì hai vợ chồng mới ghé nhà thuốc, thì cái linh tính em không biết như thế nào, em mới mua đúng 5 que thử rụng trứng sao nhiều dữ vậy và em? 5 que thử thai. Qua đúng. Ngày hôm sau, đúng rồi, bà này bà đi buôn sỉ. Đang tính hỏi là lý do tại sao, động lực nào mà lại có thể mua nhiều dữ vậy? Cái hôm đó lại đúng là ngày mà đáng lẽ là em phải có kinh. Thì cái ngày hôm đó không có tối đó em mới chưa có thử que rụng trứng đâu nha. Em mới nằm ngủ với chồng em thì em mới nằm mơ. Em nằm mơ em thấy em có bầu một bé gái. Thì sáng hôm sau thức dậy đi vệ sinh á, thì em không biết trong đầu em nghĩ cái gì, em mới nói là mới quơ cái que thử thai chứ. Thì một lúc sau cầm lên thì nó có 2 vạch. Nhưng mà cái vạch thứ hai nó mờ kinh khủng. Em nói anh ơi có 2 vạch. Chồng em lúc đó còn ngáy ngủ, anh kêu là chưa có chính xác đâu em, mấy rửa nữa đi. Nhưng thôi trời, ê, phim ngôn tình đoạn này là anh phải bật dậy. Đúng rồi, em vào lòng, ô anh rất là hạnh phúc em ơi. Không, chồng em không có mấy hành động lố vậy đâu. Có nghĩa là ảnh bình thường với tất cả mọi việc vậy đó. Thì trong vòng mấy bữa đó là em thử hết 4 que còn lại luôn. Ngày nào cũng thử rất đều đặn luôn. Dạ đúng rồi. Rồi cái mờ đó nó có đậm dần không? Dạ có chị, nó cứ đậm từ từ. Và hiện tại 5 que đó em vẫn còn giữ ở nhà. Làm kỷ niệm luôn mà. Em cũng vậy chị. 2 cái que thử thai của em là em vẫn còn giữ tới giờ. Nhưng mà lại tới bác sĩ mới hỏi là ngày có kinh tháng trước vào ngày nào. Cái bác sĩ tính ra, bác sĩ nói đi về đi, 2 tuần nữa quay lại. Cái về hai vợ chồng vui quá lái xe đi Vũng Tàu chơi luôn. Trời ơi, vậy? Rồi. Dạ thì cái chuyện của 2 tuần nữa là 2 tuần nữa tính, còn hiện tại giờ là mình biết là không, theo đúng nha, theo đúng diễn biến tâm lý á. Và người ta sẽ, đây là những cái tháng đầu tiên của thai kỳ, phải rất là đi nhẹ nói khẽ, phải rất là từ tốn, phải vô cùng hoàng quý phi. Thật sự là em đi á, là đi cùng với 2 anh chị nữa. Anh chị xuống là tuyệt đối không cho ăn hải sản, ốc tôm cua ghẹ gì là không cho ăn. Rồi di chuyển thì cũng phải rất là từ tốn. Dạ, không cho em ngồi ghế trước, chị cho em ngồi ghế đằng sau á. Xong rồi cái mỗi lần mà em đi đâu, cái mỗi lần dĩa cơm cái kêu cho em chén cháo hay là kêu cho em dĩa cơm gà, tức cơm gì. Lúc đó dạ, là thấy mọi người ngồi ăn ốc chị mà em nhìn là tức á. Gọi là tôi tức đó. Ghen ốc lắm. Ít nhất là phải 5 tháng mày mới được ăn hải sản trở lại. Cái này gọi là trầm cảm tiền thai kỳ. Dạ. Em năn nỉ luôn chị, nhiều khi á em năn nỉ, chị chưa thấy cảnh chồng em đâu, lúc mà em có bầu mà em thèm quá em năn nỉ chồng em á. Cái ảnh mua ốc về mà nói là em chỉ được phép ăn 5 con thôi, ổng ngồi ổng đếm đúng 5 con, ổng cho em còn lại ổng đem dẹp. Tại sao không mua luôn 5 con? Vấn đề là người ta bán nguyên hộp, còn lại chắc là hồi nữa anh ăn. Cái đó là trách nhiệm của mấy ảnh. Đem về nhà đúng 5 con thôi, ủa tra tấn con ta kỳ vậy. Dạ đúng rồi, đếm đúng 5 con để lên dĩa cho em xong đó em chỉ được ăn. Em ngồi nha, em năn nỉ xin dương dạ con nữa không ăn. Tâm trạng nó giống như là dễ bị xúc động lắm chị. Thấy chồng đi làm cả ngày mà không nhắn tin về cho mình, cái tủi thân. Dạ. À, bà này nè, bà thấy cái rèm cửa bà cũng khóc đó, tôi nhớ luôn rồi đó. Giống như là đi làm về mà không quan tâm tới mình, hay là sáng sớm đi làm không hôn mình cái tự nhiên tủi thân. Có trách không em? Em lại không uống sược sữa bầu mà em chỉ uống được sữa tươi, mà lúc đó sữa tươi em chỉ uống được sữa không đường mà thôi. Vào Tết âm lịch năm đó là lúc đó cái em bé của em được 31-32 tuần. Hai vợ chồng em còn đi từ Tây Ninh, tại vì quê tụi em ở Tây Ninh, lên Sài Gòn rồi xong rồi đi Đà Lạt, Nha Trang, Mũi Né, Phú Yên. Lúc đó em bầu 31-32 tuần mà em còn leo xuống gành đá dĩa chị ở Phú Yên, leo lên leo xuống luôn. May rồi bác không lên mũi điện à. Rồi xong ở Đà Lạt có cái thác Bông Cua chị, là em cũng đi leo lội xuống thác đó rồi em lội lên. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Cũng có 36 tuần 2 ngày thì em bước xuống giường tự nhiên cái nó vỡ òa ra. Đúng rồi. Em là em biết vỡ ối rồi, tại vì em có đọc rồi, em có xem những chương trình rồi, em có học cái lớp tiền sản nữa, em biết cái này là vỡ ối rồi. Thì em gọi chồng em dậy, nó anh chạy xuống kêu mẹ lên nhanh lên, em bị vỡ ối rồi. Thì chồng em lúc đó còn ngái ngủ lắm, tại mới 6 giờ sáng. mọi cái dấu ấn đặc biệt trong cái thai kỳ này người đàn ông ấy đều ngủ. Ảnh mới chạy xuống kêu mẹ lên. Tưởng đâu lúc này nói chưa đâu em, đó chưa phải là ối đâu, còn vui nữa. May à. Xong mẹ kêu là tắm rửa đi con, rồi thay đồ đi, rồi chở vô bệnh viện liền. Thì từ lúc mẹ nói xong là tay chân em nó lạnh ngắt lên chị. Nó lạnh mà nó run người lên luôn. Em vô trong nhà tắm mà em xoay sổ, em không biết mở cái vòi nước sao luôn á chị. Nó hoảng, giống như nó hoảng loạn em lúc đó. Rồi lúc đó là không có dám đi xe bự tại vì sợ kẹt xe rồi á chị. Thì mới là chạy xe máy đi. Thì chồng em mới kêu là dạ cho xe đi đẻ. Mọi người tránh đường giùm, mà anh chạy chỗ nào đông đông là anh nói vậy á chị, vui lắm. Vô tới bệnh viện thì tèn tèn em khỏe lắm, tại vì lúc đó em chưa có dấu hiệu đau.
cao hay là bất cứ cái gì hết á, 7:30 thôi là đưa em lên trên phòng chờ sinh rồi. Thì lúc đó cách ly với người nhà rồi chị, mọi người trong gia đình của em đều có mặt đó hết, nhưng mà bé nhà em nó không chịu ra. Cái quá trình em mang thai cũng vậy, những cái tháng cuối em cũng di chuyển nhiều như cổ vậy đó, ngồi xe 7-8 tiếng đồng hồ để đi từ tiểu bang này qua tiểu bang kia chơi, là lúc đó bụng là phải nói là vượt mặt rồi, gần xanh rồi. Mà đi xanh cũng vậy, buổi sáng dậy là thấy nó ra máu hồng, hai vợ chồng đang ở bên Mỹ mà cũng không biết làm sao, gọi điện thoại gì kêu chưa đẻ đâu, đi qua đây ăn hủ tiếu đi, chưa đẻ đâu, đi qua đây ăn hủ tiếu đi. Đi qua ăn hủ tiếu rồi cà kê dê ngỗng tới chiều tối rồi nguyên một nhà là hai gia đình luôn là hốt đi vô trong bệnh viện. Em là vô nằm trong cái phòng chờ sinh lúc 7:30, mọi người vô cái mọi người đi, mọi người vô cái mọi người đi là đẻ hết trơn rồi. Là tầm khoảng 12 giờ mấy thì nó mới có những cái cơn đau nhẹ lên. Tại vì em vỡ ối nên là bây giờ mà cổ tử cung không mở nữa thì quyết định là phải tiêm cái thuốc, gọi là truyền cái thuốc dục sinh. Thì lúc đó chồng em á, ổng mới xin vô được nói chuyện với em. Thì chồng em mới nói một câu nè: em ơi, đẻ thường không được thì cứ xin mổ đi nha em, không chứ đừng có ráng sức quá. Em nói trời, có đau đâu, đẻ chưa đau mà. Xong tới tầm 5-6 giờ chiều thì lúc đó cơn đau nó mới lên. Bác sĩ hỏi em là bây giờ đau quá vậy có cần tiêm cái thuốc gây tê màng cứng hay không. Thì em mới lì chị, em nói là dạ em không cần. Tại vì em nói là những cái cơn đau như vậy em chịu được. Là hồi xưa ba mẹ em đẻ em được thì giờ em cũng sẽ cố gắng em làm được. Cái cổ tử cung nó nở khoảng được 6-7 phân á. Thì lúc đó bác mới chuyển em vô trong cái phòng sinh. Tầm khoảng 9 giờ tối thì em bị sốt 39.5 độ. Wow. Rồi lúc đó cái cơn gò nó tăng lên nhiều hơn nữa. Đau mà em gọi là em không có dám la. Tại vì em, cái quan điểm của em là em thấy mọi người la quá, em nghe em sĩ diện sợ. Em sĩ diện. Đây rất là sĩ diện. Giữ hình ảnh lắm chị ơi. Hoặc là nghiến răng chị. Đau. Đau mà phải đẹp. Đau mà phải đẹp. Phải đẹp. Lúc nào cũng phải không được, tôi phải đẹp. Nghiến răng lại. Dạ đúng rồi. Bác sĩ mà phụ trách cái ca của em á mới nói là thôi em ơi, tiêm cái thuốc đó đi. Người ta tiêm cái này là người ta phải tiêm trước 3-4 tiếng. Còn em giờ nó đau quá trời rồi em mới tiêm. Tới khi mà em bé nó đã xuống dưới nhiều rồi đó thì bác sĩ kêu em rặn. Mà lúc đó là em bé của em nó nằm nghiêng. Bác sĩ ra phán một cái tin là ca của vợ em là ca khó rồi. Tại vì em bé nó nằm nghiêng rồi. Ổng sụp đổ giống như là ổng sợ. Ổng mới hỏi bác sĩ, chồng em mới hỏi bác sĩ là có mổ được hay không á. Thì bác sĩ mới nói là bây giờ em bé nó xuống quá thấp rồi, không mổ được nữa. Trời ơi, lúc mà em gần sinh em bé ra là có một cái cô hộ lý, cổ đứng ở trên đầu em này nè. Nhấn bụng một, nhấn. Dạ, mỗi lần đấy. Mà em bác sĩ phía dưới kêu em rặn á, thì chị ở trên đây chị nhấn cái bụng. Mà mỗi lần chị nhấn xuống cái là em đang rặn mà em tắt hơi. Có nghĩa là nó quá mạnh. Rất là giống em luôn chị. Trời ơi, thì cái cô này cũng kể lại cái em thấy miền ký ức của em đã hiện về. À, chủ đề hôm nay là miền ký ức nha quý vị nha. Quý vị ơi, Lan cũng vậy á. Nhập viện rồi mình chờ cũng rất là lâu, là gần 40 tiếng đồng hồ. Và lúc mà mình rặn cũng vậy. Cũng là cô y tá là cổ để nguyên cái phần này nè. Cổ đu lên trên cái thành giường và cổ ghì xuống. Tại vì em bé cũng rất là khó ra. Cái khi mà em sinh em bé ra xong á, người bác sĩ mới là bế em bé lên cái cân. Cân xong nói là 2,750 kg nha em. Xong rồi bế em bé ngược lại bỏ lên người em. Là rất là ngắn, khoảng tầm 15 phút thôi. Thì bác sĩ lại bế em bé qua vệ sinh cho em bé xong lại đưa em bé đi. Tại vì em bị sốt trong cái quá trình gần tới sinh bé thì có thể những cái con virus đó, nó sẽ có nguy cơ là sẽ bị ảnh hưởng đến bé. Thì bắt buộc phải đưa em bé qua phòng cách ly. Sinh xong bác sĩ làm mọi thứ xong hết rồi thì hộ lý mới ra ngoài tìm chồng em. Lúc đó không thấy chồng em đâu hết trơn á. Lưỡi góc nào anh ấy đã đi cầu cứu ai ư? Sản phụ mà được chuyển vô phòng sinh rồi là sẽ mới cho mình nhận cái phòng ở trên. Đúng rồi. Thì anh với lại mẹ mới đưa đồ lên trên phòng thì ngủ luôn trên nằm đó ngủ luôn. Dạ. Mẹ rồi mát. Dạ, mẹ phòng có mẹ. Giường sản yên tĩnh, không có ai trong phòng hết. Thì hộ lý mới nói với em là trời ơi, ảnh lên trên phòng ảnh ngủ hết trơn. Trời ơi thiệt. Không, như vậy là cái lỗi thuộc về cô hộ lý. Rẽ ra đi ra cũng không nên nói, không nên truyền cái thông tin này lại cho bà đẻ. Đúng 2 ngày thì bác sĩ kiểm tra bé nói là tất cả mọi thứ đều bình thường hết. Thì ngày thứ 3 là cho bé xuất viện cùng với mẹ luôn. Em bé thì được về nhà với em, nhưng mà có một chuyện mà chồng em giấu em, đó chính là cái kết quả mà kiểm tra của bé. Cái tim của bé nó còn một cái lỗ hở, nó chưa có khép lại. Vô bệnh viện, cái ngày vô bệnh viện anh nói là phải đem con lên đi kiểm tra tim lại thì em mới biết. Tháng đầu tiên thì tất cả mọi biểu hiện của con có bình thường không? Dạ bình thường hết chị. Con của em nó bình thường hết.
Thì lên kiểm tra tim lại thì bác sĩ mới nói là cái lỗ đó nó đóng lại rồi, an toàn rồi. Nên là trời ơi, chồng em bế con ra, chồng em đưa cái kết quả cho em nghe, mọi người mừng ơi là mừng. Em nói là tiền sử nhà mình đâu có ai bị bệnh tim bệnh gì đâu mà sao bé nhà mình nó bị lị một cái lỗ ở trên cái tim như vậy. Lúc đó sợ lắm chị, lúc mà em mới vừa biết tin là con em có một cái lỗ trên tim thì khoảng tầm tiếng sau lại biết là con em nó an toàn rồi thì giống như hai cảm xúc nó trái ngược, trái ngược nhau hoàn toàn mà nó rất gần nhau cho nên là cũng hơi hỗn loạn ha. Lúc mà con em nó gần 1 tuổi á thì bé bị sốt và phải nhập viện. Trong cái quá trình mà bé nhập viện á, em có một cái sự kiện rất là lớn với mẹ chồng của em. Sáng sớm thì bác sĩ mới kêu là đưa em bé lên để lấy máu và lấy nước tiểu để kiểm tra. Thì lúc đó là hai vợ chồng em lo cho bé rồi, đâu có kịp mua đồ ăn sáng gì cho con đâu, với lại lấy máu thì cũng không được ăn gì hết. Chồng em mới gọi điện thoại cho mẹ chồng, mẹ vào sớm mua giùm cho bé May một ổ bánh mì không, tại vì lúc đó con em nó chỉ ăn sáng bằng bánh mì không mà thôi. Hai vợ chồng làm hết tất cả những cái xét nghiệm cho bé rồi thì thực sự là bé em lúc đó máu nó bị đông lại á chị, nó khó lấy máu lắm. Tầm 8 giờ hơn thì lúc đó con em nó cũng chưa ăn sáng gì hết. Em mới nói chồng em là gọi điện thoại cho mẹ chồng coi mẹ vô tới chưa. Thì chồng em gọi cuộc đầu tiên á thì mẹ nói là mẹ vô, mẹ đang đi sắp tới rồi. Xong rồi em đợi tới gần 9 giờ cũng không thấy đâu. Lúc đó là em cũng nóng lên rồi, em mới nói chồng em là anh gọi lại cho mẹ lần nữa coi, nếu mà không được thì mình tự đi mua. Thì chồng em lại gọi thêm một lần nữa, mẹ chồng nói là sắp tới rồi. Tới là tới đâu, nó đang ở khúc nào đâu, thì chỉ đi là bé em chồng chở đi, con của em nó đói quá chừng rồi. Nó mới thấy cái bạn bé ngồi dừng đối diện cũng đang ăn bánh mì và nó xin ăn, nó nói là cho bé mày miếng. Trời ơi, thấy thương. Trời, lúc đó chị ơi, ruột gan em nó giống như là nó nóng bừng bừng lên luôn, là tại sao con mình nó đói đến mức mà phải đi xin ăn như vậy. Trời, lúc đó là em giận lắm. Có nghĩa là cứ đợi bà nội mang cái ổ bánh mì vô hoài mà không thấy đâu, mà con mình đây nó sốt ruột lắm chị. Thì lúc đó bệnh viện thì ở trong bệnh viện lại không có bán bánh mì, mà chỉ có ngoài cổng bệnh viện mới có bán thôi. Thì vậy nếu mà em thì phải bế bé không à, mà em bế bé thì em lại không có ra được cái cổng bệnh viện. Cái anh giường đối diện đó ảnh lại bế con ảnh đi mua đồ ăn gì đó, thì em mới nhờ vả ảnh, em nói là anh ơi, anh làm ơn anh mua giùm em ổ bánh mì nha. Đó khoảng 9 giờ rưỡi em đang nằm, cái em thuê cái võng vào bệnh viện cho bé nằm á chị, cho mát á. Thì em đang nằm em đút con em ăn bánh mì thì mẹ chồng em mới bước vào. Trời, đói bụng quá hay sao, ăn ngon dữ vậy con. Trời, lúc đó là hả, em gọi là tức nước vỡ bờ. Chị nghe cái câu nói của bà nội, thực sự là em biết bà nội vô tư, bà nội không có nghĩ cái câu đó là bà nội chỉ ý là tổn thương mình. Dạ, tổn thương lắm chị. Em gọi là vỡ em à. xóa luôn. Con nhờ mẹ mua đồ ăn sáng vô cho May từ lúc 7 giờ sáng mà giờ 9 giờ mấy rồi mẹ mới tới. Cháu của mẹ hả, nó đói bụng, nó phải đi xin ăn của người ta, mà giờ mẹ thấy vậy mẹ thấy được không? Mẹ vô trễ như vậy, mẹ không gọi cho tụi con, mẹ không nói cho tụi con được một tiếng, gọi điện thoại báo một tiếng thôi thì con với chồng con sẽ thay phiên nhau để đi mua đồ cho bé May ăn, chứ không phải là bé phải đi xin ăn của người ta như vậy. Mẹ chồng em khóc luôn. Mẹ chồng mới nói là mẹ biết là tụi con chăm con cực khổ thì mẹ mới xuống đây mẹ phụ thôi, chứ mẹ không có vậy này kia đó. Thì lúc đó là em cũng giận quá, em không muốn nghe nói gì hết trơn nữa. Còn chồng em thì cứ kêu là em im đi, em đừng nói nữa. Xong rồi em mới nói cái miệng của tôi muốn nói tôi nói. Từ đó tới giờ em vẫn chưa có nói lời xin lỗi mẹ về vấn đề này. Để làm thông qua chương trình này em cũng muốn gửi lời xin lỗi đến mẹ. Con biết là sau cái sự việc đó thì mẹ có buồn con rất là nhiều, nhưng mà con hy vọng là mẹ hiểu cho con, vì trong cái hoàn cảnh đó thì con rất là xót bé May, nên là từ đó đến giờ con vẫn chưa có nói lời xin lỗi với mẹ. Hy vọng là mẹ đừng có giận con nữa nha mẹ. Thực ra trong những cái hoàn cảnh đó đó, chúng ta hoàn toàn có thể không đẩy cái câu chuyện nó đi cao trào bằng cách là thôi các bạn cứ đi mua ổ bánh mì trước cho con mình đi, còn mẹ nói mẹ tới cổng rồi cũng được nữa, kệ mẹ. Tại vì chúng ta thà dư một ổ bánh mì, nó vẫn có thể là cái câu chuyện giải quyết được hơn là việc sức mẻ đi tình cảm. Cái căn nguyên của cái câu chuyện nóng giận của em là bởi vì em xót con. Như vậy thì cái gì mà chúng ta tự lo được á quý vị thì chúng ta lo.
Còn khi cái điều đó nó đã nằm trong cái sự liên đới với người khác thì thực sự chúng ta không còn làm chủ được nữa. Nếu như chúng ta càng chủ động bao nhiêu thì cuộc sống của chúng ta nó càng dễ chịu bấy nhiêu, quý vị. Dạ. Thật sự ra thì ông xã em là một người rất là giỏi trong cái việc chăm con nè, rồi dạy con và cũng như là theo dõi những cái biểu hiện của bé. Nhưng khi có em bé tới giờ là anh xã em ảnh rất là ít lãng mạn lại với em. Thậm chí là những... giờ đòi hỏi không trên con nữa, trên mình. Đúng rồi, thậm chí là những cái hồi trước giờ là những cái khi mà ảnh đi làm cái gì là phải hôn vợ trước khi đi làm, mất tiêu luôn. Rồi ha, ví dụ như hồi xưa còn về nhà phụ vợ quét cái nhà hay rửa cái chén, giờ là không có luôn. Em hy vọng là anh xã sẽ giúp vợ nhiều hơn. Chẳng hạn như là chỉ cần về nhà thấy cái nhà nó dơ cái, phụ vợ quét một cái thôi thì có lúc đó là cũng ấm lòng rồi. Với lại một cái điều đặc biệt nữa là cái nước hoa của em nó rất là nhiều rồi. Đừng mua nữa hả? Dạ, đừng mua nữa. Tại vì chị biết không, anh xã em đơn giản lắm. Lễ lộc Tết nhất kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật chị, tất cả đều là nước hoa. Giờ vậy nó... thì em muốn ngoài cái nước hoa ra là cái gì thì em nói luôn đi. Nữa, ví dụ giờ hỏi là đi. Cô cần một cái bình nước lau nhà. Nó rất là thực tế. Hoặc là một bó hoa. Ví dụ như là muốn tặng quà gì cho vợ thì hãy hỏi vợ là em ơi em có thích cái này hay không, hoặc là em ơi em thích cái gì, chứ đừng có tặng nước hoa. Hoặc là có khi nào ảnh vui vui cái ảnh đưa cho em cục tiền, ảnh kêu là em thích gì mua cái đó đi. Nhưng mà em thích ảnh là người chủ động hỏi ý kiến của em hơn, sẽ trân trọng cái suy nghĩ, cái cảm, cái sở thích của vợ mình hơn là như anh vậy. Nên trân trọng suy nghĩ của cổ nha, đó các ông chồng đang theo dõi lưu ý. Thật ra thì những cái đòi hỏi của người phụ nữ nó cũng rất là đơn giản mọi người. Họ chỉ cần cái sự ấm áp, cái sự chia sẻ và những cái cử chỉ nó rất là nhỏ nhặt, rất là đơn giản nhưng nó rất là ấm lòng. Phụ nữ chúng mình á thì ai cũng muốn đẹp hết đúng không chị? Từ khi có bầu luôn á là em không dám làm bất cứ hình thức làm đẹp nào hết. Mà bản thân trước đó là thích là tuần nào cũng đi spa, cũng gọi đầu này, cũng làm móng, cũng làm tóc đồ này kia. Nhưng mà từ khi biết tin là có em bé là tất cả những cái gì mà liên quan đến là hóa chất là em cắt hết. Rồi sau đó là cái quá trình mà cho con bú nữa, cũng không dám sử dụng cái gì gọi là liên quan đến hóa chất. Thì lúc đó chỉ biết ở nhà và ở nhà, không có sắm đồ mới, cũng không trưng diện. Từ lúc đó là hả, người mình nó xấu xí nè. Tại vì không có đi tập gym để săn chắc lại, rồi phải ráng bồi bổ để mà có sữa cho bé bú nữa thì nó lại là nó mập, đâu có xuống cân được. Em thì bú sữa mẹ hoàn toàn tới 25 tháng tuổi. Từ khi mà em cai sữa cho bé là cái phọt của em nó trở về bình thường như là thời con gái. Em cho bé đi học thì lúc đó em mới có thời gian cho bản thân em. Thì em bắt đầu em đi spa lại nè, em bắt đầu làm tóc rồi chăm sóc da các kiểu. Qua chương trình này á, em cũng muốn nhắn với lại chị em phụ nữ, một tháng gì đó thì mình hãy nhín ra một vài tiếng đồng hồ để mà chăm sóc cho cơ thể của mình. Chẳng hạn như là chỉ cần một buổi đi massage thư giãn thôi thì nó cũng sẽ làm cho mình thoải mái hơn, tinh thần nó đỡ bị stress hơn. Và thậm chí là mình đẹp hơn thì chồng cũng sẽ mê hơn. Đúng rồi, hoàn toàn đồng ý với lại điều này. Không vui vẻ không quạo, không gây lộn. Vui vẻ không quạo. Dạ đúng rồi.